Khi biết tin thằng chủ hụi nó bỏ trốn sang tàu, Kiều đã không chịu nổi cú sốc quá lớn, đành bán đi cái hạnh phúc của đời mình, mong được đổi đời. Ngờ đâu, ông trời đã cao lại càng không có mắt, đày đọa một kiếp người xuống tột cùng của sự đau đớn và nhục nhã. Còn lại ông tha cho con. Thúc ông tha cho con, ông tha cho con. Thúc ta là tha thế nào? Đợi mãi tú bà mới đi event quốc tế phụ nữ. Trời ơi, chiều ông đi. Này thì chỗ này. Mày dám đánh thúc không? Mày được lắm. Tao không thể nhún nhường chúng mày mãi được. Cất cái trụ của mày ngay đi. Nếu không muốn bà vuốt cho đến mày, chết. Mày muốn chết à? Ông tưởng tôi muốn sống lắm sao? Ở cái ngưng bích hôm thay này, tôi thậm chí còn không được xem xét tăng. Thì một startup chính hiệu như tôi có cần đến oxy nữa không? Yêu em, tôi tên Hải, nhà ở Yên Bái, nhà không có điều kiện, chỉ có mỗi cái panorama 7 tầng nằm ngay đỉnh Mã Pí Lèng thôi. Nếu nàng thích, nàng sẽ là bà chủ. Kiều, tưởng rằng cuộc đời Kiều bước sang một trang mới, nhưng đại thi hào viết mãi vẫn chưa hết trang cũ. À, trời ơi, trời ơi là trời, tôi biết ngay mà, đã không được cấp phép lại còn cứ bướng. Bảo sao cộng đồng mạng đều vote cho một sao. Nàng bình tĩnh, tuy chỉ một sao, nhưng chúng ta cần chia phần trăm cho phù hợp, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mà ta nghe mẹ chàng bảo bà ấy quan hệ rất rộng, sao chàng không nhờ bà ấy vụ này đi? Đến nước này thì rộng quá lại không thích quan hệ, tiền tệ cũng vô ích thôi. Nhưng nồi cơm đang nấu dở, nhất định phải vừa lửa. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Ở kia có sợi dây thừng, trước khi chết cha ta đã dặn, chưa nguy cấp thì không được dùng. Bây giờ thì ta đã hiểu. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Ta đi trước. Dưới thung lũng có con sông sâu, nàng nhảy xuống đó mà gội rửa nhân phẩm đi nhá. Tin thương Hải chàng, Hải chàng là tôi, đừng chết được Hải chàng ơi, đừng chết mà, sao bỏ tiếp ở đây, đừng chết nữa.
chàng ơi. Đời người là thế, lúc can qua có ai thấu lòng. Khi không còn chốn dung thân, Kiều mang tất cả vàng bạc tiền bo của mình đổ xuống sông để phi tang, rồi thả mình giữa dòng sông trôi qua biên giới. Mạng xã hội lại có dịp bàn tán về con sông và đặt tên cho nó là sông Tiền Đường. Có người kể rằng Kiều được bảy chú tiều phu cứu sống rồi đổi tên thành Bạch Tuyết. Nhưng cũng có người đọc nhật ký, Kiều được nhận vào showbiz với vai diễn Vàng Anh.